Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, tình hình mưa, bão, lũ lụt ở Trung Quốc hiện vẫn đang hết sức nghiêm trọng. Không chỉ bão tố mịt mờ đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc, mà vào rạng sáng ngày hôm nay tại phía tây của thủ đô Bắc Kinh lại xuất hiện thêm một trận động đất mạnh với cường độ 3,5 độ Richter, làm rung chuyển toàn bộ quảng trường Thiên An Môn và cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình. Trận động đất trên đã ngay lập tức biến những dòng nước lũ ở con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mekong đồng loạt biến thành một trận sóng thần khủng khiếp cao tới 4 mét. Có lúc dữ dội, cột sóng của sóng thần vút lên cao tới 7 mét, nhấn chìm một căn cứ quân sự tại tỉnh An Huy và Quảng Đông. Nó phá hủy một sân bay, một bến cảng ở thành phố Thượng Hải. Ngoài ra, dòng nước lũ còn cuốn trôi 3.268 căn nhà. 1.779 xe hơi đã bị cuốn trôi, 10.000 hecta đất hoa màu bị tàn phá, hàng triệu người dân của Trung Quốc tiếp tục phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Người dân Trung Quốc đại lục bây giờ được cho là thiếu thốn đủ đường, từ lương thực đến thuốc men đến gói mì tôm cũng phải chia nhau ra ăn. Họ không làm cách nào được, đành phải trèo lên những đỉnh núi cao để tránh lũ và lợi dụng tình hình bão tố phong ba. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng kêu gọi nhiều nước trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Myanmar, Singapore, Philippines, Indonesia và cả Lào, cũng như Campuchia ủng hộ lương thực, thuốc men và tiền cho người dân của Trung Quốc đang gặp lũ lụt. Được biết, trong bài phát biểu kêu gọi các nước ủng hộ lương thực, thuốc men, tiền cho Trung Quốc, ông Tập đã nói rằng nếu nước nào ủng hộ Trung Quốc nhiều trong giai đoạn này, thì giai đoạn sau Trung Quốc sẽ hỗ trợ các nước hết mình về lương thực, thuốc men để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết không nên tin vào phía Trung Quốc hứa, bởi vì phía Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo. Bằng chứng rõ rệt nhất đó là việc chính quyền ông Tập Cận Bình nói rằng sẽ cam kết không gây gổ và gây hấn ở ngoài Biển Đông. Nhưng trên thực tế, Hải quân của Trung Quốc đang điều tàu chiến, máy bay ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật, thị uy sức mạnh cũng như là dương oai với các nước trong khu vực, đồng thời thách thức thế giới bất chấp luật pháp quốc tế. Thế nhưng trong bài phát biểu thì ông Tập Cận Bình đã ngon ngọt nói rằng tất cả các hàng viện trợ Trung Quốc đều phân phát cho những người dân Trung Hoa đang bị cảnh nước mất nhà tan vì bão tố và lũ lụt hoành hành tại Trung Quốc. Được biết, đây là lần thứ ba ông Tập Cận Bình lên tiếng kêu gọi các nước ủng hộ cho người dân của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, thì số tiền mà các nước ủng hộ cho Trung Quốc đã bị chính quyền của ông Tập Cận Bình chặn mất và tiêu xài, đồng thời đầu tư vào quân sự, nhất là đầu tư đóng mới một con tàu chiến để đem ra ngoài Biển Đông gây hấn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không hề đem số tiền đó để phân phát cho người dân bị lũ lụt. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trên thế giới đến thời điểm này lại không có một nước nào ra tay ủng hộ Trung Quốc, ngoài chính quyền Thủ tướng ông Hun Sen của Campuchia. Thế giới nói rằng họ rất thương người dân của Trung Quốc bởi vì 69 ngày đêm vừa qua, đất nước này liên tục gánh chịu hậu quả của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời trừng phạt. Tuy nhiên, họ không mấy tin tưởng vào người đứng đầu Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà các nước bảo nhau nhất định không chuyển tiền ủng hộ Trung Quốc nữa. Trên thế giới, chỉ có một nước duy nhất chuyển 2.000 tấn gạo, 3.000 tấn mì tôm và 6.000 đô la Mỹ cho phía Trung Quốc. Đó chính là Campuchia của ông Hun Sen, bởi vì Thủ tướng ông Hun Sen được cho là rất thân với ông Tập Cận Bình. Chính vì lẽ đó mà người Trung Quốc đang ở đất nước Campuchia rất đông. Campuchia còn có cả một khu đô thị chỉ dành cho người Trung Quốc đại lục. Mục đích của ông Hun Sen là muốn lấy lòng ông Tập Cận Bình, muốn đi đêm bắt tay cấu kết với cả Trung Quốc để phản lại các nước trong khu vực Đông Nam Á. Mục đích của Campuchia là lên làm bá chủ ở khu vực này. Tờ báo của Mỹ cho biết Trung Quốc lại ngang ngược điều ít nhất 4 tiêm kích và tàu chiến tiến sát ra ngoài quần đảo Hoàng Sa ở ngoài khơi Biển Đông. Các hình ảnh vệ tinh cũng như là đoạn video clip của tờ báo Mỹ cho thấy có ít nhất 4 tiêm kích của Trung Quốc xuất hiện quanh quần đảo Phú Lâm, bãi đá Subi và bãi đá Vành Khăn. Nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt, phản đối phía Trung Quốc khi đem tàu chiến và máy bay tiến ra ngoài Biển Đông để dương oai và thách thức các nước trong khu vực. Các nước nói rằng nếu như phía Trung Quốc còn động vào vùng lãnh thổ của Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức sẽ thay nhau trừng trị Trung Quốc để trả lại bình yên cho Biển Đông trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm tới Biển Đông.
khi hôm qua hãng CNN của Mỹ cho biết ông Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã điện đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin. Và tất cả các cuộc điện đàm hôm qua dài tới 2 tiếng đều liên quan tới tình hình Biển Đông. Cuộc điện đàm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với những hành động đơn phương vô lý của Trung Quốc. Trong cuộc điện đàm thì có một thông tin được tiết lộ rằng nếu như trong thời gian tới mà Trung Quốc còn đi gây hấn ở Biển Đông thì Hoa Kỳ sẽ ra tay trừng trị phía Trung Quốc. Đây là cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Lloyd Austin và người đồng cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa kể từ hồi tháng 3 đến giờ. Được biết thì cuộc điện đàm trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ, Trung và một số nước trên thế giới đang ở mức thấp nhất trong hàng chục năm vừa qua, và liên quan tới nhiều vấn đề như nguồn gốc con virus corona và những yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như là luật an ninh mạng ở Hồng Kông mà Trung Quốc đang áp đặt. Nhân tiện cuộc điện đàm thì Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken cũng như là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tố cáo Trung Quốc trong thời gian vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình đã triển khai hàng loạt những hành động ngông cuồng trên Biển Đông như điều tàu chiến áp sát những chiến hạm của Mỹ. Đây là những hành động được cho là gây ra rất nhiều những cái mối quan ngại cho các nước trong khu vực và gây mất an toàn cho chuyến hàng hải ở Biển Đông. Đề nghị Trung Quốc ngừng ngay những hành động trên, nếu không Mỹ và các nước sẽ kết hợp ra tay trừng trị Trung Quốc để cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bộ trưởng Mỹ ông Lloyd Austin hồi tháng trước cũng đã đăng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken, trong đó bác bỏ các yêu sách đường lưỡi bò cũng như là các yêu sách cực kỳ vô lý của chính quyền ông Tập Cận Bình đối với những nguồn tài nguyên dầu khí trên Biển Đông. Mỹ cũng tố cáo Trung Quốc điều giàn khoan ra khai thác dầu khí trái phép bất chấp luật pháp quốc tế. Hãng CNN của Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đang điều chỉnh lập trường đối với các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông để phù hợp với những nội dung trong phán quyết của Tòa trọng tài thường trực năm 2016. Quân đội của Trung Quốc gần đây đã nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật quanh quần đảo của Đài Loan với các khí tài hiện đại bậc nhất của Bắc Kinh, đồng thời tiến hành hàng loạt các chuyến bay áp sát buộc lực lượng phòng vệ Đài Loan phải điều tiêm kích để ngăn cản. Thưa quý vị, trước tình hình Biển Đông đang hết sức dậy sóng bởi phía Trung Quốc liên tục có những hành động được cho là trái với cả luân thường đạo lý, tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật, ông Kishinobu, đã cảnh báo Trung Quốc phải trả một cái giá được cho là cực đắt nếu như tiếp tục thay đổi hiện trạng trên Biển Đông bằng vũ lực. Ông Kishinobu nhấn mạnh rằng bất kỳ ai có ý định thay đổi hiện trạng bằng vũ lực đều phải trả giá đắt. Nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quân sự hóa các bãi đá ngầm trên khắp Biển Đông là không tôn trọng các nước trong khu vực, nhất là các nước trong khối ASEAN. Bởi vì phía Trung Quốc đã ký một hiệp ước COC với ASEAN là không bành trướng và gây xáo trộn vào Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang làm điều ngược lại và tất cả các nước đang rất quan ngại đối với cả những hành động ngông cuồng của Bắc Kinh. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.